Hãy nghe nếu không hối tiếc. Bản dịch từ sách Linh Mục Paul O'Sullivan. Người đọc Kiên Nguyện. Hãy giúp các linh hồn, họ rất đau khổ. Kính thưa quý vị độc giả thân mến, chúng ta không bao giờ hiểu rằng mỗi việc bố thí dù lớn hay nhỏ, một khi chúng ta làm cho người nghèo, là chúng ta làm cho Thiên Chúa. Người nhận lấy nó và người sẽ báo đền khi chúng ta dâng cho người. Như vậy, tất cả những gì chúng ta làm cho các linh hồn, Thiên Chúa sẽ chấp nhận như ta làm cho người vậy. Đó chẳng khác gì như chính chúng ta đã phóng thích người ra khỏi chốn địa ngục. Trên đời này, không có ai đói hơn, khát hơn, nghèo hơn, đau khổ hơn các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện tội. Cũng không có sự đau đớn nào trên thế gian này có thể so sánh được với sự đau đớn của họ. Bởi vậy, không có gì làm vui lòng Chúa hơn là sự bố thí bằng lời cầu nguyện. Xin thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn khốn khổ đó. Có thể những linh hồn đó là những linh hồn bà con, anh em của mình. Họ đang rên la, khóc lóc, kêu van, năn nỉ sự giúp đỡ của ta để họ sớm được giải thoát sự đau khổ khôn lường trong biệt lửa. Cuộc sống này, có biết bao người không hề nghĩ tới những linh hồn đang bị triệt bên thiêu đốt, nung nấu trong lửa luyện tội. Năm tháng qua đi, họ chưa hề bố thí cho một thánh lễ nào. Thỉnh thoảng họ nhỏ giọt cho một vài lời cầu nguyện. Và có khi họ cũng chẳng từng nhớ tới các linh hồn ấy. Trong khi người thế gian yên vui với cuộc sống gia đình, chạy theo công ăn việc làm, thả lỏng theo thú vui của họ, thì các linh hồn đang bị đọa đày, hành hạ, rên la, khóc lóc trong biệt lửa. Họ chỉ mong chúng ta bớt chút thì giờ để tưởng nhớ đến họ. Nhưng mọi người vẫn lơ là, bởi vì con người không biết luyện tội là gì. Họ không biết được cái thống khổ chết chóc của người kia thế nào. Và họ không hề hay biết các linh hồn đó sẽ bị giam cầm bao lâu. Luyện ngục là gì? Luyện ngục là chốn giam giữ các linh hồn. Sau khi chết, phải xuống đó để thanh luyện, tẩy rửa tội lỗi đã phạm khi còn sống. Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe các thánh nói cho chúng ta biết về chốn luyện ngục. Những sự chịu đựng trong lửa luyện tội chỉ một phút thôi sẽ kéo dài như một thế kỷ. Thánh Thomas Aquinas, một nhà thần học, đã nói rằng lửa luyện ngục, độ nóng của nó tương đương với độ nóng của lửa ở dưới hỏa ngục. Chỉ cần chạm nhẹ một cái rất nhẹ, rất mỏng manh, thì nó sẽ trở nên rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người trên trái đất này. Thánh Augustino, một vị thánh rất thánh, đã nói: các linh hồn sau khi chết, trước khi được vào nước thiên đàng, phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt thanh tẩy tội trạng của họ. Nó là một ngọn lửa khủng khiếp chết người. Nó nung nấu xuyên qua các linh hồn con người, mà không ai có thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp tới cỡ nào. Mặc dù ngọn lửa này dành riêng để luyện tẩy các linh hồn, nhưng nó làm cho nhức nhối, khổ sở, đau đớn hơn tất cả những đau đớn trên thế gian. Thánh Cleopas Alexandria đã không ngần ngại nói rằng: nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng chịu, còn hơn chịu đựng một ngày ở dưới luyện tội. Một vị thánh khác nói: lửa trên thế gian so với lửa luyện tội chỉ là một cơn gió mát. Tại sao những đau khổ ở dưới luyện ngục lại khốc liệt như vậy? Ngọn lửa ở thế gian mà Chúa cho chúng ta là để lo cho chúng ta cuộc sống hàng ngày.
Nhưng khi chúng ta dùng nó để hành hạ con người, nó sẽ là ngọn lửa giết chết người. Nhưng so với lửa luyện tội thì trái ngược hẳn. Đấng công chính sẽ dùng nó để trừng phạt và luyện tẩy những kẻ có tội. Do đó, nó nóng khủng khiếp, con người không ai có thể tưởng tượng nổi. Lửa thế gian có thể đốt cháy thân xác làm bằng đất sét này ra cho. Nhưng lửa luyện tội thì chỉ để thiêu đốt cái linh hồn của con người. Còn lửa độ nóng càng cao thì thiêu đốt hành hạ tội nhân càng mạnh hơn bấy mươi lần. Đã không vượt qua được ngọn lửa khủng khiếp đó là còn phải chịu các cực hình xa lìa Thiên Chúa. Thành thử khoảng cách này càng đáng sợ hơn. Thần trí tự nhiên là khi linh hồn lìa khỏi xác, nó khao khát về với Chúa. Linh hồn sẽ luôn bị giày vò cách mãnh liệt bởi ý muốn bay về với Chúa, nhưng nó bị cầm giữ lại. Thật không có lời nào diễn tả được sự đau đớn của cái ý muốn khát khao mà không được sự thỏa mãn. Như vậy thì hãy lo đề phòng để tránh cái định mệnh khủng khiếp đó. Ấu trĩ mà nói, cái đó không thể có, chúng ta không thể hiểu được nó đâu. Cho nên tốt hơn là đừng nghĩ, đừng nói gì tới nó. Nhưng sự thật vẫn tồn tại như thế đó. Mặc dù tin hay không tin, nhưng đau khổ của luyện tội nó vẫn là những gì mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi hay cảm nhận được. Đó là những lời Thánh Augustino. Tất cả có phải là sự thật không? Lửa luyện tội, đó là điều mà mỗi người Công giáo chúng ta không thể nghi ngờ, vì nó đã được Hội Thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi và được chấp nhận với niềm tin chắc chắn mỗi khi Phúc Âm được rao giảng bất cứ nơi nào. Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống, nó đã được dạy bởi Hội Thánh thì không thể nào nhầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong đó. Vậy như chúng ta đều biết, có nhiều người mà tư tưởng của họ thật mơ hồ và thiển cận về cái đề tài quá quan trọng này. Họ giống như những người nhắm mắt đi trên mép bờ dốc núi dựng đứng. Tốt hơn hết, họ nên nhớ đến những phương cách để rút ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội. Bằng ý thức cho rõ ràng về nó, nghĩ nhiều về nó và làm theo những phương thức Chúa dạy để tránh nó. Không nên nghĩ tới vật mạng, vì không có cách nào khác hơn là nên sửa soạn cho một cuộc sống dài lâu đáng sợ và nghiêm khắc hơn là ở dưới luyện ngục. Vị hoàng tử nước Hà Lan. Câu chuyện kể về một vị hoàng tử người Hà Lan vì phạm tội chính trị nên đã bị đẩy ra khỏi nước. Anh mua một tòa lâu đài ở Pháp, nhưng thật không may mắn cho anh ta, anh đã mất đức tin từ thời niên thiếu. Đã thế, anh còn viết nhiều sách chống lại Thiên Chúa và phủ nhận sự tồn tại của đời sau. Một buổi tối anh đi dạo trong vườn và gặp một người đàn bà đau khổ. Bà ta đang khóc lóc một cách rất đau đớn. Anh hỏi tại sao thì bà ta trả lời: "Hoàng tử ơi, tôi là vợ của Jean Marie, là người quản gia của hoàng tử. Chồng tôi mới chết được 2 ngày trước đây. Ông là một người chồng tốt của tôi và là một người đầy tớ trung thành của hoàng tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài khá lâu. Tôi đã phải dùng hết tiền bạc dành dụm được để lo thuốc thang cho chồng tôi. Bây giờ thì không còn đồng nào để xin lễ cho linh hồn ông ta." Vị hoàng tử cảm nhận được sự đau buồn của người đàn bà, anh nói lời an ủi. Mặc dù không tin có cuộc sống đời sau, nhưng anh cũng đã cho bà ít tiền để bà xin lễ cho chồng. Sau đó ít lâu, lại trong một buổi tối, vị hoàng tử đang ngồi mải mê đọc một cuốn sách. Anh nghe có tiếng đập mạnh vô cửa, anh nói:
ai đó vô đi. Cánh cửa từ từ mở. Một người đàn ông vô đứng đối diện với anh ngay trước bàn viết. Ngẩng lên, anh quá đỗi kinh ngạc khi thấy kẻ đứng trước mặt không ai khác hơn là Jean Barrier, người quản gia mới chết. Ông ta đứng nhìn và nở nụ cười hiền. Hoàng tử ơi, tôi đến đây để cảm ơn hoàng tử với những thánh lễ mà ngài đã cho tiền vợ tôi, để vợ tôi xin lễ cho tôi. Cảm ơn máu thánh cứu rỗi của Thiên Chúa dâng cho tôi. Bây giờ tôi về thiên đàng. Nhưng Thiên Chúa cho phép tôi đến cảm ơn sự bố thí rộng lượng hoàng tử. Thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có thiên đàng và có hỏa ngục. Sau đó, ông ta biến mất. Vì hoàng tử liền quỳ xuống đọc kinh tin kính một cách rốt rắng mà từ bao lâu nay anh ta đã không đọc vì mất niềm tin nơi Chúa. Thánh Antoninus và bạn của người. Thánh Antoninus là một vị tổng giáo mục có tiếng của địa phận Florence, người kể lại câu chuyện của một người đàn ông rất sùng đạo đã chết. Người này là bạn rất tốt của dòng Dominican, nơi mà Thánh Antoninus đã sống. Sau khi người này chết, bao nhiêu thánh lễ và lời cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta. Thánh Antoninus rất buồn phiền vì sau một thời gian đã dài, linh hồn khốn khổ đó hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Antoninus la lên: "Ồ, bạn yêu dấu ơi, anh vẫn còn bị giam cầm trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc sống rất đạo đức thánh thiện đó sao?" Linh hồn đó trả lời: "Dạ thưa Đức Tổng Giám Mục, con sẽ bị giam ở đó rất lâu là bởi lúc còn sống trên thế gian, con đã bỏ mặc các linh hồn, không xin lễ hay cầu nguyện cho họ. Cho đến bây giờ Thiên Chúa dùng những thánh lễ, những lời cầu nguyện của bà con quyến thuộc dành cho con để cho những linh hồn khác. Nhưng thưa Đức Cha, Thiên Chúa sẽ dùng công lý của người. Người sẽ cho con tất cả những phần thưởng con đã làm khi còn sống. Khi nào con vô được nước thiên đàng, song bây giờ con phải đền tội đã trạch mạng lơ là, không lo cho các linh hồn lúc trước. Bạn hãy nhớ ký đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này. Số phận của người này sẽ là số phận của những ai trạch mạng việc giúp đỡ các linh hồn." Các linh hồn sẽ phải giam giữ trong luyện ngục bao lâu? Tùy theo số tội họ đã phạm nhiều hay là ít. Khi sống, họ có làm việc đền tội hay không? Có hy sinh, hãm mình không? Hoặc là không phạm tội trong đời sống? Và những linh hồn đó sau khi chết có được sự cầu nguyện của kẻ khác không? Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bichat là một người công giáo gương mẫu. Hồi chưa lập gia đình, ông ao ước được dâng mình cho Chúa để làm linh mục. Nhưng ông biết Chúa không gọi ông. Sau bao năm sống cuộc đời đạo đức của một người công giáo, ông từ trần. Người con trai thánh thiện của ông từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất nhiều thánh lễ cầu nguyện cho ông và đổ tất cả sự sốt mến trên lời cầu nguyện để xin cho linh hồn người cha yêu dấu của mình được mau thoát cảnh tù đầy nơi luyện ngục. Thấy cha của mình vẫn bị giam cầm trong lò luyện tội, người con phải cầu nguyện thêm gấp trăm lần. Ông làm tất cả những sự đền tội, ăn chay hãm mình, dân thánh lễ cho cha mình. Sau 8 năm dài như thế, nhờ sự thánh thiện hy sinh của người con mà Chúa đã nhận lời giải thoát cho linh hồn người cha. Chị của bà Thánh Malachi đã bị giam cầm trong luyện ngục rất lâu dài. Mặc dù có thánh lễ, lời cầu nguyện
mà những sự đau đớn hy sinh của bà Thánh này đã chịu để cầu nguyện cho linh hồn chị mình. Và chuyện này con liên hệ tới một bà phước rất thánh thiện ở Pampuna. Bà này đã cứu bao linh hồn các bà phước dòng Camelis ra khỏi luyện ngục. Phần nhiều các bà phước này đã bị giam dòng giã từ 30 tới 60 năm. Nếu các bà phước này đã bị giam từ 40, 50, 60 năm, thì tự hỏi có những kẻ phạm tội vô số như chúng ta sẽ bị trừng phạt tới cỡ nào. Thánh Vicente có một bà chị. Sau khi bà chết, người đã dâng thánh lễ và cầu nguyện nhiều đến không ngờ được, để mong Thiên Chúa giải thoát cho linh hồn chị mình. Sau đó bà đã về, nói rằng, nếu không nhờ sự bầu cử của em trước tòa Thiên Chúa, thì chị vẫn còn bị giam cầm trong đó rất lâu dài. Chúng tôi không có ý nói tất cả các linh hồn đều bị giam giữ thời gian dài như nhau để đền tội mình trong biển lửa, vì cũng có rất nhiều người phạm tội ít hơn xong lại làm việc đền tội nhiều hơn. Như vậy, sự trừng phạt của họ sẽ ít đau đớn hơn. Tại sao phải đền tội lâu dài? Tánh xấu xa, tội lỗi thì rất mạnh. Đối với Thiên Chúa, người là đấng tốt lành hoàn thiện. Bởi vậy, chỉ một tội nhỏ trước mặt người cũng là xúc phạm chống lại sự tốt lành của người. Đủ cho chúng ta thấy tại sao các thánh khóc lóc tội lỗi mình. Chúng ta là kẻ yếu hèn, dễ bị thúc giục bởi tội lỗi. Đó là sự thật. Nhưng Thiên Chúa hằng ban cho chúng ta sức mạnh để chống trả với tội lỗi. Người soi sáng cho ta thấy tính nghiêm trọng của tội lỗi và thêm sức cho ta chống lại các cám dỗ của ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta vẫn yếu hèn thì đó là lỗi của mình. Bởi vì mình không dùng ánh sáng của Chúa soi đường và sức mạnh của người cho để phấn đấu, mình đã không biết cầu nguyện để thắng nó. Một nhà thần học nổi tiếng và khôn ngoan đã viết rằng, nếu những linh hồn bị án phạt trầm luân, hỏa ngục vì một tội trọng, như vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi các linh hồn khác bị giam trong luyện ngục cho những năm tháng dài, vì những tội nhẹ họ đã phạm. Có những người không biết phân biệt thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ, có thể là phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ chỉ ăn năn sơ sài và không làm gì cho việc đền tội. Tội thì được tha bởi phép giải tội, nhưng hình phạt cho việc đền tội sẽ phải đền khi bị giam trong lửa luyện tội. Ở đó ngọn lửa khủng khiếp kinh hoàng kia sẽ tẩy luyện họ. Các thánh ngày xưa chỉ phạm những tội rất nhẹ, vậy mà họ đấm ngực ăn năn, đau đớn và làm những việc đền tội rất xứng đáng. Còn chúng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi nặng nề mà sự ăn năn thì chỉ chút đỉnh và sự đền tội thì không có gì. Tội nhẹ. Khó mà nói được những con số của tội nhẹ mà những người công giáo đã phạm. Có một số tội như yêu mình, ích kỷ, những tư tưởng, lời nói, hành động hay cả nghi không tốt trong mọi hình thức. Lỗi đức bức ái trong tư tưởng, lời nói và hành động, lười biếng, ganh ghét và rất nhiều nữa. Có những tội chúng ta bỏ sót. Chúng ta yêu Chúa quá ít mà người yêu chúng ta thì quá nhiều. Chúa chết cho mọi người chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta cảm ơn người như chúng ta phải làm hay không? Người ngự trên bàn thờ ngày đêm chờ chúng ta đến thăm viếng và sẵn sàng giúp chúng ta. Chúng ta đã tới với người bao lần. Người khao khát tới trong trái tim ta khi ta rước lễ. Nhưng chúng ta đã từ chối người. Người đã tự dâng người cho chúng ta mỗi buổi sáng khi dâng lễ và cho chúng ta cả một biển ân sủng cho những ai đến với người. Nhưng khốn thay, có bao kẻ lười biếng tới đỉnh núi Calvary. Trái tim chúng ta
đầy sự xấu xa nhờ Chúa, đầy sự yếu hèn, đầy sự ích kỷ. Chúng ta có nhà đẹp, có thức ăn ngon, có quần áo ấm, có toàn những thứ tốt, trong khi xung quanh chúng ta có biết bao kẻ đói khát và khổ sở. Chúng ta đã bố thí cho họ quá ít, trong khi chúng ta lãng phí những cái không cần thiết cho chúng ta. Chúa cho chúng ta cuộc sống này để phục vụ Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh hồn. Phần nhiều những người Công giáo rất lấy làm thỏa mãn khi họ dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện mỗi sáng, 5 phút mỗi tối. Phần còn lại 24 tiếng đồng hồ là làm việc, nghỉ ngơi, thú vui xác thịt. 10 phút cho Chúa, 23 tiếng đồng hồ và 50 phút cho cuộc sống của họ. Thử hỏi, có công bằng đối với Thiên Chúa hay không? Tội trọng. Vô phúc cho những người Công giáo đã phạm tội trọng trong cuộc sống của họ. Mặc dù họ xưng tội, nhưng không làm việc đền tội như đã nói. Những người mang tội trọng trong cuộc sống và xưng tội trên giường chết có thể bị giam trong lò luyện tội cho tới ngày cuối tận thế. Thánh Gertrude tiết lộ rằng, những người phạm nhiều tội trọng mà không làm việc đền tội có thể sẽ không được chia sớt sự thông công của hội thánh. Kết luận. Tất cả các tội lỗi, dù nặng hay nhẹ, tích trữ từ 20, 30, 40, 50, 60 năm trong đời sống chúng ta, tất cả mọi người đều phải đền tội cho việc làm của mình sau khi chết. Như vậy thì chúng ta có còn hỏi tại sao các linh hồn phải giam giữ lâu trong luyện ngục nữa không? Tại sao phải cầu nguyện cho các linh hồn? Điều luật đầu tiên của Thiên Chúa dạy chúng ta là phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy. Đây là điều luật căn bản của Thiên Chúa. Thật vậy, người đã thể hiện việc người làm cho chúng ta thấy. Như vậy, chúng ta phải làm gì cho kẻ khác? Nếu ta từ chối làm cho kẻ khác là chúng ta từ chối người. Phúc âm Thánh Matthew đã nói, Chúa phán xét con người trong ngày tận thế rằng, khi ta đói, người đã không cho ta ăn. Khi ta khát, người đã không cho ta uống. Khi ta là kẻ lạ, người đã không rước ta vào nhà. Khi ta trần truồng, người đã không cho ta quần áo mặc. Khi ta bệnh, người đã không viếng thăm ta. Khi ta tù đầy, người đã không an ủi. Ta nói cho các người biết, khi các người làm cho một người anh em trong các người, tất nhiên các người làm cho ta đó. Có nhiều người Công giáo tưởng tượng cái luật đó vào thời đại này đã bị đình chỉ không còn áp dụng được nữa, là tại họ quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng những gì Thiên Chúa phán sẽ không bao giờ mai một. Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta bắt buộc phải thương yêu và giúp đỡ kẻ khác. Láng giềng của chúng ta càng cần giúp đỡ bao nhiêu, thì sự giúp đỡ của chúng ta càng bị bó buộc để giúp đỡ họ bấy nhiêu. Có thể đây là một tội vô nhân đạo. Thí dụ, từ chối giúp đỡ một bữa ăn cho một kẻ bần cùng sắp chết vì đói. Họ đang cần đồ ăn để cứu sống họ. Hay từ chối đưa ra một cánh tay để cứu giúp một kẻ sắp chết chìm. Không chỉ chúng ta chỉ giúp đỡ kẻ khác trong hoàn cảnh dễ dàng, mà ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng phải hy sinh, phải cứu người anh em chúng ta khỏi cơn tuyệt vọng. Và bây giờ, ai là kẻ cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn là các linh hồn trong luyện ngục? Ai là kẻ trên trái đất này đói hơn, khát hơn, đau khổ hơn,
chịu nhiều cực hình hơn so sánh với họ. Người nghèo, người bệnh, người khốn khó xung quanh chúng ta, không ai cần sự giúp đỡ hơn là những linh hồn đang bị thiêu đốt, giam cầm trong địa ngục. Phải, chúng ta chỉ có thể kiếm ra được những kẻ có tâm hồn rất tốt, nhưng họ chỉ tìm cái lợi ích trong những việc làm khác. Nhưng giúp đỡ các linh hồn trong địa ngục là rất hiếm. Và ai có quyền đòi hỏi hơn chúng ta kia chứ? Và tại, trong số các linh hồn dưới đó, có thể là cha, là mẹ, là bạn bè của chúng ta, hoặc là những bà con thân quyến của chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta giúp họ. Các linh hồn, họ là những người bạn yêu dấu của Thiên Chúa, cho nên người khao khát chúng ta giúp họ. Người chỉ mong muốn đem họ về thiên đàng. Như vậy, họ sẽ không bao giờ xúc phạm tới người nữa, vì họ đã được định sẵn là sẽ sống cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đúng vậy, sự công chính của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải đền những tội ta đã làm. Nhưng trong sự quan phòng của người, người muốn chính chúng ta ra tay giúp đỡ họ. Người cho chúng ta cái quyền xoa dịu bớt đau đớn của họ và giải phóng cho họ. Không có gì làm vui lòng người hơn là chúng ta giúp đỡ họ. Người sẽ mang ơn chúng ta nếu chúng ta giúp họ, vì chính khi giúp họ ra khỏi địa ngục là chúng ta yêu người. Đức Mẹ muốn chúng ta giúp đỡ họ. Không có người mẹ nào trên thế gian mà không thương con mình tha thiết khi thấy nó đang chịu những cực hình đau đớn. Bà sẽ hết sức tìm mọi cách để làm giảm cơn đau đớn của đứa con. Cũng như đức mẹ, người tìm sự an ủi, xoa dịu cho những đứa con đang chịu dày vò cục cực trong chốn luyện tội, hầu mong đem họ về thiên đàng hưởng phúc với người. Chúng ta sẽ làm cho người vui mừng vô bờ nếu mỗi lần chúng ta cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục. Các linh hồn sẽ đền ơn chúng ta cả ngàn lần hơn. Chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ? Có thể hoàn toàn không thể diễn tả được sự mang ơn vô bờ bến của họ đối với kẻ giúp họ. Họ mang tràn đầy ý muốn trả ơn. Họ sẽ cầu nguyện cho kẻ thí ơn cho họ với tấm lòng sốt sáng, mãnh liệt không ngừng, và Thiên Chúa không thể nào từ chối họ một cái gì. Bà Thánh Catalina nói: "Tôi đã nhận được rất nhiều ơn của các thánh, nhưng vẫn không bằng các ơn của các linh hồn đã cầu cho tôi. Khi mà họ đã thoát được cảnh tù tội đau đớn dày vò, khi mà họ đã hưởng hạnh phúc thiên đàng, họ sẽ không quên trả ơn cho bạn bè và những kẻ đã bố thí cho họ. Ơn nghĩa của họ không giới hạn. Họ sẽ phổ phục trước ngài Thiên Chúa. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Họ sẽ che chở cho bạn bè của họ tránh những tai nạn và phù hộ cho những kẻ đó thoát khỏi tay ma quỷ. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những kẻ đó, cho tới khi họ thấy những ân nhân của họ thực sự bình an trên nước thiên đàng. Và họ sẽ luôn luôn là những kẻ yêu dấu nhất, thành thật nhất. Họ sẽ là những người bạn tốt nhất. Đã có bao nhiêu người công giáo không biết được quyền lực bảo vệ rất an toàn của các linh hồn. Nếu biết, thì họ đã không còn sơ sót trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống ngắn hạn trong luyện ngục. Có một ơn khác rất to lớn là các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng và ngắn hạn hơn khi chúng ta ở lửa luyện tội.
hoặc có thể giúp chúng ta được giảm hoàn toàn không phải xuống đó nhờ lời cầu nguyện của họ. Thánh John Marciat, dòng Dominican. Khi còn sống, người đã hết sức tận tâm với các linh hồn dưới luyện tội. Người cầu nguyện bằng cách lần hạt và đã giải thoát được 1.400.000 linh hồn. Để trả ơn lại cho người, các linh hồn đã xin người chan chứa muôn ơn đặc biệt, và trong giờ sắp chết, họ đã đến an ủi người và đem người thẳng về thiên đàng. Đức Hồng Y Baron Dios cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy. Người được gọi tới để giúp kẻ sắp chết dọn bệnh. Bất thình lình, người thấy một đám thần linh hiện ra trong phòng kẻ liệt, an ủi linh hồn này và đuổi đám quỷ dữ ra khỏi phòng, vì chúng săn đón, toàn tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối để phá hoại linh hồn ông. Khi được hỏi họ là ai, thì họ trả lời họ là 8.000 linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tội bởi những lời cầu nguyện, bởi những việc lành của ông ta đã làm cho họ. Họ được Thiên Chúa sai xuống để dẫn ông ta về trời. Ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc lát. Thánh Gertruder đã bị quỷ cám dỗ khi gần kề cái chết, thần trí trong cơn nguy hiểm bên giờ phút thập tử nhất sinh. Ma quỷ không thể kiếm được một mưu kế nào khéo léo để lèo lái vị thánh này ra ngã. Nó nghĩ phải phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà bằng cách nói là bà có thể bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm. Nhưng Thiên Chúa chúng ta, người đã tự mình xua đuổi đám quỷ dữ đi ra khỏi và an ủi vị thánh này, thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để làm việc này, Chúa nói với bà rằng: để đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn, ta sẽ đem con về thẳng thiên đàng hưởng muôn hạnh phúc với ta. Ông Henry Suso, dòng Dominican, làm một điều ước với một người bạn rất đạo đức. Nếu một trong hai người phải ra đi trước, thì người còn lại phải làm một tuần hai thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn người kia. Cũng như lời cầu nguyện vậy, chẳng may người bạn của ông Henry chết trước. Lập tức, ông Henry bắt đầu dâng thánh lễ như đã hứa. Ông tiếp tục làm rất lâu. Sau cùng, ông nghĩ là chắc chắn người bạn của mình đã là thánh về thiên đàng rồi, nên không còn dâng thánh lễ nữa. Nhưng ông thất kinh khi thấy linh hồn người bạn mình hiện về trong đau đớn khủng khiếp và của trách ông là đã không dâng thánh lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời trong sự vô cùng thương tiếc vì cứ tưởng bạn ông đã hưởng phúc trên thiên đàng. Nhưng Henry nói với bạn ông vẫn không quên lời cầu nguyện cho bạn. Nhưng linh hồn ông bạn đã bật khóc. Hỡi bạn, Henry yêu dấu, xin hãy dâng thánh lễ cho tôi, bởi vì tôi chỉ cần báu thánh châu báu Chúa Giêsu. Từ đó Henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn cho tới khi bạn mình thật sự được giải thoát. Khi Henry chết, ông được nhận lại tất cả các ơn của các bạn đền đáp. Henry đã làm cho bạn mình trước và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa. Làm cách nào để giúp các linh hồn? Một, xin nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn. 2, dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn. 3, xin lễ hàng tháng cho họ nếu có thể được. 4, xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệp nhất. Những ai không thể xin lễ cho họ thì nên dự lễ càng nhiều càng tốt cho họ. Một người chồng trẻ làm lương rất ít đã nói với người viết rằng: vợ tôi chết mấy năm trước, tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi. Sau đó tôi không xin được nữa nên đã dự 1.000 lễ cầu cho vợ tôi.
5. Lần hạt sẽ được ân xá. Đi đàn thánh giá cũng được rất nhiều ân xá. Đây là cách tốt nhất để cầu cho các linh hồn. Thánh John Maxeiat, như chúng ta thấy, người đã giải thoát được hơn 1 triệu các linh hồn, phần chính là lần hạt. Người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn. 6. Còn một cách khác cũng dễ dàng và đầy đủ ý nghĩa là nói những lời kinh ngắn gọn nhưng rất nhiều ân xá và dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Nhiều người đã nói thành thói quen từ 500 cho tới 1.000 lần mỗi ngày lời nguyện này. Lạy trái tim Chúa Giêsu, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa. Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Anh nói 1.000 lần mỗi ngày sẽ được 300.000 ngày ân xá. Với con số này, chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu linh hồn? Và nếu như ngày cuối của chúng ta không phải là ngày này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải chúng ta sẽ phí phạm biết bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng những lời nói này? Như vậy, chúng ta mất biết bao nhiêu ân sủng mà đáng lý chúng ta được hưởng. Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời này 1.000 lần mỗi ngày. Hoặc giả không nói được chừng đó thì xuống 500 hoặc 200 lần. Còn một cách khác có sức mạnh hơn là đọc. Lạy Cha hằng sống, con dâng Cha máu rất châu báu của Chúa Giêsu, hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội. Thiên Chúa đã chỉ cho bà thánh Gertrude hằng hà xa số các linh hồn được rời khỏi địa ngục về thiên đàng vì lời kinh nguyện ngắn gọn này. Đó cũng là lời nguyện mà vị thánh này khi còn sống luôn luôn cầu nguyện. 7. Những việc làm được bao gồm trong sự dâng hiến có ý chỉ cho các linh hồn, đó là những hy sinh hãm mình. Sự bố thí rất giúp ích cho các linh hồn. Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó, Thiên Chúa hiện ra và cảm ơn ông. Lúc đó ông mới biết người nghèo đó không ai khác hơn là Chúa Giêsu. Ông Jordan dòng Dominican không bao giờ từ bỏ việc bố thí nào khi nhân danh Thiên Chúa. Một ngày kia bỏ quên cái bóp ở nhà, lúc đó còn là học sinh. Có một người nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông cởi sợi dây nịt quý giá đeo ở lưng ra. Đó là sợi dây ông đã được giải thưởng và đưa cho người nghèo khó kia. Sau đó, vô nhà thờ lấy sợi dây nịt thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy, ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa. Thành thử, khi mình bố thí cho ai là bố thí cho chính Chúa Kitô. Quyết tâm. Chúng ta hãy bố thí với tất cả khả năng của mình. Chúng ta hãy xin lễ cầu cho họ với tất cả các quyền lực của chúng ta. Chúng ta hãy xem lễ nhiều hơn nếu có thể. Chúng ta hãy dâng cho Chúa những đau khổ chịu đựng để cầu cho họ. Chúng ta hãy đem họ ra khỏi lửa luyện tội và sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn. Các linh hồn khi ra khỏi luyện tội, họ sẽ làm những gì cho những người đã giúp đỡ họ? Thánh Alphonso nói rằng, các linh hồn, mặc dù không có công trạng gì đáng được hưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực cho mình. Họ không thể bầu cử cho mình như các thánh. Nhưng Thiên Chúa là đấng tốt lành. Các linh hồn đó, họ có thể van xin Chúa cho chúng ta nhiều ơn đặc biệt
để giúp chúng ta tránh khỏi tay ma quỷ, bệnh hoạn hoặc hiểm nguy trong mọi vấn đề. Sự việc này không thể nghi ngờ được, vì chúng tôi đã nói rằng họ sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn một khi chúng ta làm ơn cho họ. Những sự việc sau đây là những câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện được chúng tôi đề cập đến, đủ chứng minh quyền lực và lòng bao dung của các linh hồn. Làm sao một đứa con gái có thể kiếm ra một bà mẹ? Một người đầy tớ nghèo ở Pháp tên là Jenner Maria. Một lần kia đi lễ, cô được nghe bài giảng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Bài giảng đã làm cho cô không thể nào quên được. Ý nghĩ đó luôn luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Cô suy nghĩ về sự đau khổ của các linh hồn đang phải nung nấu chịu đựng trong bệt lửa. Cô cảm thấy thật khủng khiếp và tự hỏi tại sao bạn bè trên thế gian lại có thể quên lãng họ một cách vô tình như vậy. Cũng trong bài giảng, cô được nghe những linh hồn bị giam cầm rất lâu. Sự đền tội đã gần sắp xong, sắp được giải thoát. Họ chỉ cần một lễ thôi là sẽ giúp họ ra khỏi chốn giam cầm. Nhưng vì họ bị quên lãng, không người cầu nguyện, không kẻ xin lễ cho họ, nên vẫn bị giam giữ ở đó. Với cô, lòng tin thật giản dị, và cô tự hứa sẽ xin lễ mỗi tháng cho các linh hồn, nhất là những linh hồn sắp được về chầu Chúa. Đồng lương của cô rất ít ỏi, nhưng hàng tháng cô vẫn giữ được lời hứa. Một lần kia đi Paris với người chủ, cô ngã bệnh phải vào nhà thương. Không may mắc chứng bệnh đó kéo dài quá lâu. Chủ của cô phải về trước, nhưng mong rằng người đầy tớ sẽ mau về với bà. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi nhà thương. Tiền trong túi chỉ còn 1 đồng phân. Cô phải làm sao bây giờ? Đi về đâu? Cô chợt nhớ lại, tháng này cô chưa xin lễ cho các linh hồn như cô vẫn làm hàng tháng. Nhưng cô chỉ còn 1 đồng, vừa đủ để mua một ít đồ ăn. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của các linh hồn, cô quyết định sẽ không mua đồ ăn, mà dùng tiền đó tới nhà thờ xin một vị linh mục làm lễ cho các linh hồn. Vị linh mục bằng lòng, mà không biết rằng đó là đồng tiền duy nhất của cô gái nghèo nàn đã không ngần ngại bỏ ra bố thí cho các linh hồn. Tâm hồn thật cao đẹp. Sau sự hy sinh cao cả đó, vị nữ anh hùng nghèo nàn rời khỏi nhà thờ. Một thoáng buồn trên khuôn mặt, cô cảm thấy như lạc đường. Và kìa, một người thanh niên trẻ thấy được sự phiền não của cô, hỏi cô có vấn đề gì gian nan hầu anh có thể giúp. Cô thuật lại đồng đuôi câu chuyện cho anh nghe, và cuối cùng cô ngỏ ý muốn có một việc làm. Không hiểu tại sao, cô cảm thấy có niềm tin tưởng và sự an ủi nơi người thanh niên này. Người thanh niên lắng nghe cô nói rồi đáp: tôi rất vui thích được giúp đỡ cô. Tôi biết có người đang cần người giúp việc. Hãy đi với tôi. Sau đó người thanh niên dẫn cô tới một căn nhà cách đó không xa. Bảo cô nhấn chuông, anh chắc chắn cô sẽ có việc làm. Để trả lời, ra mở cửa là một người đàn bà. Cô Jenner Maria chào. Thưa bà, tôi được biết là bà đang muốn tìm một người giúp việc. Hiện giờ tôi không có việc làm và rất mong được vào giúp việc trong nhà bà. Người đàn bà ngạc nhiên trả lời: ai đã nói cho cô hay tôi đang cần người làm? Chỉ vài phút trước đây thôi, tôi mới cho người giúp việc của tôi nghỉ. Và trong một thoáng giây, cô làm sao gặp được cô ta mà biết chuyện đó? Cô Jenner Maria trả lời: thưa bà, không phải vậy. Người đã chỉ cho tôi biết là bà đang cần người là một thanh niên trẻ. Không thể nào, người đàn bà la lên. Không có người thanh niên nào cả.
Sự thật không ai biết tôi đang cần người làm. Nhưng thưa bà... Người con gái chỉ tay lên tấm hình treo trên tường, trả lời một cách rõ ràng. Đó là người thanh niên đã nói cho tôi biết. Người đàn bà nói, tại sao nó là con trai độc nhất của tôi, đã chết hơn cả năm nay rồi. Chết hay không chết, người con gái quả quyết chắc chắn chính anh ta đã nói cho tôi tới đây gặp bà. Anh ta đã dắt tôi đến tận cửa nhà bà. Nhìn cái thẹo trên mắt anh ta, tôi có thể nhận diện anh ta bất cứ nơi nào. Rồi cô kể cho bà chủ nghe câu chuyện. Với một đồng tiền cuối cùng, cô lấy để đi xin lễ cầu cho các linh hồn, và nhất là những linh hồn sắp ra khỏi chốn giam cầm. Người đàn bà nghe xong sự thật mà vòng tay đón cô. Vô đây, từ nay con không phải là đầy tớ, mà là đứa con yêu dấu của ta. Bởi con đã cứu con trai ta về thiên đàng, ta tin rằng nó đã đem con tới cho ta. Làm sao một đứa trẻ nghèo nàn có thể trở thành linh mục, rồi hồng y, sau đó là thánh? Thánh Peter Damian mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sinh. Một trong mấy người anh đã lánh anh về nuôi nấng, nhưng đối xử với anh vô cùng tàn tệ, bắt anh làm việc rất cực khổ. Ăn uống thì không ra gì, còn quần áo thì không đủ để mặc. Một ngày kia, Peter lượm được một miếng bạc trắng. Nó tiêu biểu cho vận may của Peter. Một người bạn nói với Peter rằng anh có thể dùng nó, vì đâu ai biết ai là chủ của nó mà trả lại được. Sự khó khăn của Peter là cái gì anh cũng cần thiết, vì đối với anh, cái gì cũng không có, nên anh rất cần nhiều thứ. Vấn đề trong đầu anh là muốn dùng đồng bạc đó để làm việc có ý nghĩa hơn. Anh muốn xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn trong luyện tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu dấu của anh. Trong cái giá hy sinh cao quý nhất, anh đã lấy tiền đó để xin lễ mà quên đi bản thân mình. Kể từ ngày đó, vận mạng của anh thay đổi hoàn toàn, một cách thấy rõ, do sự trả ơn rất lớn lao của các linh hồn và sự hy sinh của anh. Người anh lớn nhất của anh gọi tới căn nhà anh đang ở và rất kinh hãi khi biết người em nhỏ bé của mình phải sống trong cảnh tàn tệ như thú vật. Ông liền đem Peter về nuôi nấng, cho ăn học và lo lắng thương yêu như con ruột mình. Ơn độ tràn trên ơn. Tài nghệ con người Peter trở thành tiếng tăm. Anh dấn thân trên con đường linh mục. Không bao lâu, anh đã được thăng tiến lên hạng giám mục, rồi hồng y. Phép lạ chứng minh sự thánh thiện của anh. Bởi vậy sau khi chết, người được phong thánh và tiến sĩ của hội thánh. Biết bao ơn đổ xuống cho người kể từ sau khi xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn. Cuộc mạo hiểm ở Apennia. Một nhóm linh mục được gọi tới La Mã để nghiên cứu về một vấn đề trọng đại. Họ mang theo một số hồ sơ quan trọng với một số tiền lớn để giao cho Đức Giáo Hoàng. Được biết vùng Apennia, quãng đường mà họ phải đi ngang qua là một vùng bại hoại của một đảng cướp núi. Hồi đó chưa có các đường hầm đi ngang lòng núi hay xe lửa như bây giờ. Các linh mục tự đặt mình dưới sự che chở của các linh hồn và đọc kinh cầu hồn từng giờ cho họ. Khi tới lòng núi, người tài xế liền báo nguy. Cùng lúc đó đoàn ngựa như có linh ứng, chúng giận dữ phóng nước đại. Nhìn quanh, các linh mục thấy một bọn cướp dữ tợn đứng vây hai bên đường với những họng súng đang gườm sẵn vào. Họ sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các linh mục đã rất ngạc nhiên là không có một tiếng súng nổ nào cả. Sau một giờ chạy trốn hết, người tài xế dừng lại nhìn các linh mục rồi nói:
con không hiểu tại sao chúng ta thoát được. Vì những kẻ liều mạng kia không bao giờ chúng tha cho một người nào cả. Sự việc xảy ra không ngờ được. Các linh mục tin rằng các ngài được sự bình an là nhờ ở các linh hồn che chở. Khi công việc kết thúc ở La Mã, một trong số các linh mục được giữ lại thành Etena. Vị linh mục này đã bổ nhiệm làm cai quản của một nhà tù. Sau đó không lâu, một trong những tên cướp đã bị bắt sau vụ đánh cướp ở Ý và bị lên án tử hình vì đã phạm bao nhiêu tội giết người, cướp của. Hắn phải đợi trong nhà tù để chờ sự tử. Vì muốn gây niềm tin nơi tên cướp này, vị linh mục đã đến gặp và kể cho hắn nghe về những lần mạo hiểm của người. Vừa rồi lại thoát nạn ở Appendix. Tên tử tù cảm thấy thích thú, nghe xong hắn nói: "Tôi là người cầm đầu đảng cướp đó. Chúng tôi nghĩ rằng các cha có tiền nên quyết định giết người cướp của. Nhưng có một cái vô hình nào đó đã cản trở mỗi người chúng tôi, không cho chúng tôi nổ súng trong khi chúng tôi chắc chắn rằng công việc sẽ xong xuôi, vì chúng tôi đã biết có thể làm được việc đó một cách dễ dàng." Vị linh mục nói cho tên cướp hay tại sao họ được đặt dưới sự che chở của các linh hồn. Vì các ngài đã đặt sự an toàn của các ngài dưới sự bảo vệ của họ. Tên cướp tin tưởng lời nói của vị linh mục, và nhờ câu chuyện đó đã lay chuyển được hắn một cách dễ dàng. Sau cùng hắn chết trong sự tràn đầy hối hận ăn năn. Làm cách nào Đức Giáo Hoàng Pisic đã làm lành một trí nhớ tồi tệ? Vị giáo hoàng đáng kính Pius IX bổ nhiệm một vị linh mục rất thánh thiện và khôn ngoan tên Padre Tomaso lên làm giám mục của một giáo phận. Vị linh mục này sợ hãi vì biết trách nhiệm đó quá nặng nề, nên hết lòng năn nỉ để thoái thác. Nhưng sự phản kháng của người chỉ là vô ích, vì bởi Đức Giáo Hoàng đã biết được những công trạng của người làm. Qua sự hiểu biết, vị linh mục khiêm nhường năn nỉ một cuộc diện kiến với vị giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng đã tiếp đãi người một cách rất niềm nở ân cần. Một lần nữa, người lại viện cớ để thoái thác nhiệm vụ. Nhưng Đức Giáo Hoàng nhất định không lay chuyển. Cuối cùng, vị linh mục đành phải nói với Đức Giáo Hoàng là người có một trí nhớ rất tồi tệ, e rằng có thể gây trở ngại nghiêm trọng đến chức vụ của người. Đức Giáo Hoàng trả lời với nụ cười hiền của một người cha đáng mến: "Giáo phận của con rất nhỏ so với toàn bộ giáo hội mà ta đang gánh vác trên vai. Những lo lắng của con rất nhẹ so với những lo lắng của ta, thì con sợ gì chứ? Cho con biết, ta cũng như con, ta chịu đựng sự khiếm khuyết của trí nhớ, nhưng ta đã cầu nguyện một cách sốt sắng hàng ngày cho các linh hồn, và trả lại cho ta, các linh hồn ấy đã cho ta một trí nhớ tuyệt vời. Con có muốn như vậy không? Con yêu dấu, con sẽ có cớ để vui mừng." Cho bao nhiêu, hưởng nhiều bấy nhiêu. Một nhà doanh nghiệp ở Boston, trong hội các đặc linh hồn, đã cho hội một số tiền lớn để xin lễ hàng năm. Cha giám đốc của hội rất ngạc nhiên vì lòng quảng đại của ông, bởi vì người biết ông này không giàu có gì. Một ngày kia, cha giám đốc hỏi ông một cách nhã nhặn rằng số tiền ông biếu tặng hội để xin lễ có phải là của ông hay là ông gom lại của nhiều người khác. Người đàn ông đáp: "Nó là của riêng con. Nhưng xin cha đừng lo, con không phải là người giàu có. Và có thể cha nghĩ rằng con đã cho nhiều người hơn cái khả năng của con. Không phải vậy. Các linh hồn cho con được hưởng nhiều hơn là những gì con đã cho đi. Không ai rộng lượng hơn các linh hồn."
người thợ in ở Cologne. Người thợ in lừng danh ở Cologne tên William Bresen đã thuật lại cho chúng tôi biết làm cách nào con ông và vợ ông được phục hồi sức khỏe bởi các linh hồn. Ông William được lệnh in một ít tác phẩm về lửa luyện tội. Khi sửa chữa những bản in, câu chuyện kể lại trong đó đã khiến ông chú ý bận tâm. Lần đầu tiên ông biết được sự kỳ diệu mà các linh hồn có thể làm cho bạn bè của họ. Ngay lúc đó, con trai ông lâm bệnh nặng, và rồi trường học trở nên thất vọng. Sực nhớ tới những gì ông đã đọc được về quyền lực của các linh hồn, ông William lập tức hứa sẽ làm lan rộng ra bằng cách dùng tiền của mình để in 100 cuốn sách về các linh hồn mà ông đang in. Ông muốn cho sự việc được thêm long trọng. Ông vô nhà thờ, lập lời nguyện. Ngay tức khắc, ông cảm thấy sự bình an và niềm tin tưởng tràn đầy trong tâm hồn. Về nhà, đứa con trai ông từng không nuốt nổi một giọt nước, giờ thì nó đòi ăn. Ngày hôm sau, nó qua khỏi sự nguy hiểm và bình phục một cách hoàn toàn. Lập tức, ông William mua những cuốn sách về lửa luyện tội để phát ra ngoài. Ông có cảm giác chắc chắn rằng đó là cách tốt nhất để giúp đỡ các linh hồn bằng phương thức làm cho mọi người chú ý đến họ. Vì họ không có ai trên đời này. Một khi đã biết các linh hồn phải chịu đựng đau đớn, đau gục lặn trong bể lửa mà có thể làm ngơ không cầu nguyện cho họ. Thời gian trôi qua, một tin buồn nữa lại đến với người thợ in. Lần này người vợ yêu dấu của ông lâm bệnh, bất chấp mọi chăm sóc lo lắng. Nhưng bà mỗi ngày một nặng thêm. Bà mất trí nhớ và hầu như hoàn toàn tê liệt. Các bác sĩ cũng đành bó tay. Ông chồng nhớ lại những gì mà các linh hồn đã làm cho con trai ông. Một lần nữa lại chạy tới nhà thờ và hứa sẽ phát ra 200 cuốn sách về lửa luyện tội, năn nỉ trao đổi với các linh hồn hãy cứu lấy vợ ông. Huyền diệu thay, trí nhớ của bà ta bình phục, thần trí cũng như phần lưỡi lại hoạt động bình thường. Trong một thời gian ngắn, bà ta hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Chữa lành bệnh ung thư. Joan de Meneze đã kể lại sự lành bệnh của bà ta như sau. Bà ta đau đớn dữ dội bởi chứng bệnh ung thư cứ lớn dần trong chân của bà. Bà chìm ngập nỗi buồn phiền, nhớ lại những gì đã được nghe về các linh hồn ở luyện ngục. Bà đặt tất cả niềm tin nơi họ và dâng 9 thánh lễ để cầu cho họ. Bà hứa nếu qua khỏi, bà sẽ loan những tin tức về sự lành bệnh của bà nếu lời cầu xin của bà được chấp nhận. Và rồi lời cầu nguyện của bà đã được chấp nhận. Lần lần chỗ sưng hạ xuống, cái biếu và ung thư biến mất. Sự thoát hiểm khỏi tay bọn cướp. Cha Louis Madassi, một linh mục rất sốt sắng nhiệt tình trong vấn đề truyền giáo. Người rất bận tâm với các linh hồn dưới luyện ngục. Người biết, người có bổn phận phải làm một cuộc hành trình rất là nguy hiểm. Nhưng người tin tưởng ở sự kêu xin các linh hồn, họ sẽ phù hộ cho người khi gặp nguy hiểm. Con đường người đi dẫn qua một cái sa mạc rộng lớn. Theo như người được biết, đó là chỗ đi của bọn cướp bóc vô lại hoành hành. Trong bước đi nặng nề mệt nhọc, người lần hạt cầu cho các linh hồn. Không ngoài sự ngạc nhiên của người, nhìn quanh, người thấy một người hầu vệ và những thần linh đang bảo vệ cho người. Ngay khi khám phá ra sự việc đó, thì vừa lúc rơi vào cảnh mai phục của bọn cướp. Tức thì các linh hồn bao quanh lấy người và dẫn người ra khỏi tay bọn người đê tiện dã man đó.
Các linh hồn thánh thiện đã không rời bọn người cho tới khi người ra khỏi chỗ nguy hiểm. Sống lại. Câu chuyện thế này. Một thanh niên trẻ trong họ đạo tôi ngã bệnh nặng với chứng thương hàn. Cha mẹ anh qua đỗi buồn rầu và xin tôi tiến dẫn anh tới hội cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là ngày thứ bảy. Người thanh niên đang đứng trước cửa tử thần. Các bác sĩ phải cầu cứu tới các loại dược phẩm. Nhưng rồi tất cả đã vô hiệu. Họ không nghĩ ra điều gì khác hơn, họ đều tuyệt vọng chán nản. Nhưng chỉ riêng tôi còn hy vọng. Tôi biết quyền lực của các linh hồn, bởi tôi đã thấy những gì họ có thể làm được. Ngày Chúa Nhật, tôi năn nỉ các linh hồn cầu nguyện một cách sốt sắng cho bệnh nhân. Ngày thứ hai, sự nguy hiểm qua khỏi, người thanh niên trẻ đã được lành lại. Hãy đọc và ý thức. Trong cuộc đời tôi, vị linh mục đã viết, tôi để ý với sự ngạc nhiên là có rất ít người công giáo giàu lòng quảng đại với người nghèo khó, mặc dù đó là lệnh của Thiên Chúa muốn họ phải làm như vậy. Tôi cũng đã có nói, có một số người công giáo rất quảng đại, rất tốt bụng, người thì lo cho người nghèo, người thì chăm kẻ bệnh như cồi, lao phổi, ung thư thần kinh, tâm trí, tất cả có bạn bè của họ. Người thì giúp đỡ trẻ, người khác thì thích giúp đỡ người già. Tất cả các thành phần của những người nghèo khó trong xã hội đều được giúp đỡ. Nhưng chúng tôi đã nói, số lượng những người quảng đại cần phải có nhiều hơn và họ cần phải rộng lượng hơn nữa. Có thể ta có vài người làm vậy, nhưng với tôi chưa gặp được một ai. Thật sự những lời này của vị linh mục này không có sai tí nào cả. Cách tốt nhất là hãy phổ biến cuốn sách này ra cho mọi người biết, để các linh hồn đau khổ kia có thêm hàng trăm người bạn nữa. Không ai đã đọc mà có thể từ chối sự giúp đỡ của họ. Các bạn vừa nghe xong. Hãy đọc, nếu không sẽ hối tiếc. Bản dịch từ sách Linh mục Paul O'Sullivan. Người đọc, Kiệt Nguyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.